Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tiền UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người vợ. Cô ấy năm nay 45 tuổi, chồng thì 54 tuổi. Cô ấy thì làm nhân viên văn phòng, chồng cô ấy thì làm việc tại một cơ quan nhà nước. Trong cái tình huống như thế này thì chồng cô ấy nhiều lần và nhiều năm lắm rồi cứ nhắn tin vậy đó, nhắn tin cho nhiều người đàn bà, nhưng mà bản thân người vợ này cũng không bắt được quả tang gì hết, mà chỉ ghen tuông như vậy thôi. Ở cơ quan đó thì anh này anh có một cái điện thoại riêng, thì cô vợ cô vào thì cô mới phát hiện ra là dưới gối có cái điện thoại như vậy. Cô mang về cô đọc thì thấy nhắn tin đẩy đưa với biết bao nhiêu người phụ nữ vậy đó. Còn có quan hệ tình dục hay không thì cô không biết, bởi vì cái giọng điệu của tin nhắn nó cũng không nói lên điều gì. Rồi cô cũng có những lần đi đánh ghen, tức là gọi điện thoại cho những người tình của anh ta nhắn tin này. Thì cũng có những người thứ ba rất là đanh đá cũng dạy cho cô một số vài bài học, tại vì tính cô cũng hiền lành lắm cả. Thế khi mà nghe nói chuyện không có thấy hình thì mình cũng cảm tính là người phụ nữ này là người phụ nữ lành như cục đất vậy đó. Giọng rất là hiền, cách nói chuyện cũng hiền. Nên mình nghĩ rằng thường thường mà những người phụ nữ mà như thế này thì rất là thương chồng, mà lại còn tốt tử tế, nhưng mà chồng lại hư. Đó. Thì khi mà cô ấy đồng ý cho mình nói chuyện mà giao tiếp nhìn mặt á, thì mình cũng thấy rằng ở nơi cô ấy có một cái điểm như thế này. Cô ấy không phải là người phụ nữ xấu nha, nhưng mà gương mặt của cô ấy không có làm cho đàn ông động dục được, tức là không làm cho người đàn ông hứng tình được đó. Mặc dù là bản thân cô ấy đã nói rằng là ngực đã đi sửa, chân mày đã xăm, mũi đã nâng, nói chung là gương mặt thì sửa để cho đẹp, nhưng mà cái gương mặt của cô ấy cũng là cái gương mặt gần như là không có khiêu khích được cái dục vọng của người đàn ông nổi lên. Chính vì vậy mà có một lần cô mới nói là cô đứng đằng sau cái bờ tường để nghe thấy chồng của cô nói chuyện với một nam bác sĩ. Nam bác sĩ mới hỏi là anh chị có hoạt động tình dục thường xuyên hay không, thì chồng cô nói là bác sĩ thế đó, vợ tôi như thế kia thì tôi cũng không có ham. Tức là thời điểm đó là người đàn ông đã nhận định ra rằng cơ thể của người vợ có những cái vấn đề khiến cho người đàn ông đó không thể yêu vợ được. Rất là đáng thương cho một số người phụ nữ có đức hạnh, đoàn hoàng tử tế, nhưng mà mình sinh ra không có đủ phước để mà có một vẻ đẹp toàn mỹ. Tay chân tứ chi chúng ta thì đầy đủ, nhưng mà chúng ta lại không có được cái vẻ đẹp, có một cái sự hấp dẫn để cho người đàn ông say mê và muốn nâng niu chúng ta. Xấu thì không gọi là xấu, nhưng mà gọi là không có duyên. Chị cũng nói đó, gương mặt của chị nó cứ đù đù ra thế nào ấy. Đấy là chị nói, mà em thấy chị nói cũng đúng chứ không sai. Chị thì rất là hiền, tâm lý thì lành, người nói chung là đức hạnh, đàng hoàng tử tế, nhưng mà có một cái mình khuyết ở chỗ đó. Ông trời ông không đem cho mình cái gọi là cái hấp dẫn đàn ông, nhưng mà nhiều khi cái đó cũng là cái phước chị nhé. Người đàn bà mà có cái sự quyến rũ đàn ông nhiều ấy, thì cũng nghiệp ác nhiều, nghiệp dâm dục nhiều, nghiệp xấu nhiều, nghiệp tự mãn, tự ngã cao mà thôi chị ạ. Thế nên là người như chị được cái này nó cũng sẽ mất cái kia. Ông trời không cho ai hết tất cả mọi thứ. Chính vì vậy mà chị cũng hiểu cái vấn đề này chị nhé. Có những lúc chị đã đi nhắn tin cho người thứ ba, thì chị thấy đấy, chị là cái người mà lành, hiền, làm sao mà chị đấu nổi với cái người thứ ba mà lắm chữ. Nó thâm nho, nó chửi ra cả chùm như thế, nó nói những câu rất là hiểm. Mà chị thấy đó, mình thì không phải là cái dạng mà đấu đá với người ta, mình chỉ là cái phận mà mèo bé bắt chuột con thôi. Thì mình an phận đi, mình đừng có đi đấu với họ, bởi vì mình không có bằng chứng trong tay. Mà mình đi nói như thế là hóa ra mình đang là người ngay, mình lại bị trở thành người gian, người không có khôn. Đấy, chị thấy đó, những người thứ ba nó cao mưu, nó ranh mãnh, nó dạy cho chị một bài học, có phải là xấu mặt không? Nên là mình phải hiểu điều biết chuyện chị nhé. Còn chị cũng gặp một số những người phụ nữ vô tình trong một cái dịp nào đó, chị thấy bụng của người thứ ba to thì cái người thứ ba nó phải lo chứ, tại sao chị lại phải lo lắng, đúng không nào? Cái chuyện bụng người ta to là nhiều khi người ta ăn no rồi người ta béo thì sao, còn người ta có thai hay không là cái chuyện của người ta.
chứ làm gì mà chị phải về lo. Đấy là những cái chuyện mà chị nhìn thấy họ mà chị đã hù chị rồi, chị tự hù chị đã sợ thôi. Đấy, đấy là những cái chuyện không liên quan đến chị. Chị chỉ cần sống với chồng tốt thôi, sống với chồng đúng đạo thôi. Còn chị đi đánh bắt những người thứ ba đó có khác gì là chị đi cắt cỏ. Mà chị biết cắt cỏ không? Cắt cỏ là chị chỉ nắm được cái thân cỏ ở trên chị cắt. Nhìn thì có vẻ hết nhưng mà mai mốt nó mọc tiếp. Cái vấn đề chính yếu là chị phải nhổ tận gốc cái cây cỏ đó. Người thứ ba nó như là cái nắm cỏ chị cắt, còn chồng chị là gốc rễ. Cái vấn đề nảy sinh ra người thứ ba là ở chồng chị chứ không phải là người thứ ba. Cho dù người thứ ba có đến chèo kéo chồng chị đi mà chồng chị không đồng ý thì không có một người thứ ba nào có thể quyến rũ được anh ta hết. Mà bản thân chồng chị là cái người đàn ông lăng nhăng, là cái người đàn ông có sức khỏe mạnh. Chị nói rằng chồng chị không có khỏe là không đúng đâu. Chồng chị chỉ yếu với chị thôi. Vấn đề bản thân của chị ấy, là một người phụ nữ rất là yếu đuối về mặt tinh thần. Khi mà biết chồng chị nhắn tin cho người thứ ba là chị không ngủ, không ăn được, đau dạ dày, rồi khó thở. Chị bị lệ thuộc cảm xúc về chồng của chị quá nhiều. Nên là chị luôn luôn khổ sở vì cái vấn đề là chồng mình thường xuyên nhắn tin cho người khác. Mình không bắt được cái bằng chứng gì hết mà mình cứ dường như là mình nói chuyện khéo khéo giống hệt như mình nói cho người thứ ba biết. Những cái người phụ nữ đang nhắn tin cho chồng của chị biết là chị biết cái chuyện gì đó. Chị giống muốn như là muốn hù người ta nhưng mà chị biết nó. Có nhiều người đàn bà người ta chanh chua, người ta ghê gớm hơn chị hù người ta đâu có sợ. Mà người ta còn dạy cho chị bài học nữa. Bởi vì hả, chị không biết cách. Với lại lý do là bản thân chị hiền. Thế nên là thôi bây giờ em bày cho chị những cái cách như sau. Để mà chồng quan tâm chị á, thì chị đừng có rượt đuổi chồng chị nữa. Chị đừng có rình rập cái điện thoại của chồng chị nữa. Mà chị hãy sống với một cái giá trị thực của con người chị. Đó chính là nói những cái lời chân thật. Và nói những cái lời mà giáo huấn dạy chồng chị một cách khéo léo. Như em đã bày cho chị. Khi mà em tư vấn đó thì chị làm theo sẽ có hiệu quả. Cách thứ hai đó chính là chị không nên đi rình người thứ ba nữa, vì chị phải hiểu rằng người thứ ba chỉ là ngọn cỏ ở trên cây thôi, còn chồng chị mới là cái phần gốc nha chị nha. Một cái lý do nữa là như em cũng đã chỉ cho chị rồi đó, chị phải thường xuyên đẩy anh ta vào công ty, đẩy anh ta vào cơ quan để mà chị mặc áo đẹp, để mà gần như là chị đang có một cái mối quan hệ khác nhưng mà thật ra chị không có ai hết á. Chính cái hành động đó sẽ làm cho anh ta phải săn đuổi lại chị. Chị cứ biến mình trở thành cái người mà đi đuổi theo tình yêu thì chị sẽ không bao giờ được yêu đâu. Và đây là một cái video mà mình nói cho những người phụ nữ biết rằng nếu các bạn muốn được người đàn ông yêu thì bạn phải yêu bản thân mình, bạn phải tạo ra những cái sức mạnh và giá trị của bản thân mình khiến cho người đàn ông đó phải muốn có bạn. Bạn hiểu không? Còn nếu mà người đàn ông đó bỏ bạn thì cái đó là sự mất mát của anh ta chứ không phải là mất mát của bạn. Vì bỏ anh ta, bạn vẫn có thể tìm được một người đàn ông khác tốt hơn anh ta. Còn anh ta thì không thể tìm được một người đàn bà như bạn. Cái đó mới là cái giá trị của người đàn bà. Ha. Còn người đàn ông vui chơi, người đàn ông có những người sẽ quay về bởi vì không tìm thấy người nào tốt hơn vợ của mình. Người đàn ông vui chơi, ăn vụng, chùi mép, người ta quay về nhà. Bạn có thể là cái người biết hoặc không biết chuyện đó. Bởi vì cái đó là việc của anh ta, chứ không phải việc của bạn. Bản thân chị á cũng là cái người mà lành tính, cũng nên nghe nhiều cái video nói về tình yêu hôn nhân gia đình, hoặc là nghe những cái vấn đề liên quan đến cách nói chuyện của người phụ nữ, nói chuyện làm sao cho khôn ngoan, nói chuyện làm sao để được chồng yêu. Thì đó là những cái điều mà em nghĩ rằng chị nên quan tâm đến. Còn cái chuyện mà chị đi rình rập người thứ ba, đi bắt đuổi chồng chị á, thì chị chỉ có thể biến mình trở thành một người đi mà săn đuổi người khác thôi. Chị luôn luôn ở trong cái một cái thế bị động, luôn luôn phải chạy theo chỗ này chạy theo chỗ kia, tâm lý của chị yếu đuối, chị lúc nào cũng sợ bị bỏ, chị quá yêu chồng của chị nên là chị mới rơi vào cái tâm lý sợ hãi như vậy. Khi nào mà chị có thể đứng vững bằng đôi chân của mình á, mà làm cho chồng của chị cần chị á, thì lúc đó chị đã thấy rằng chị biết yêu đúng cách và làm cho chồng chị yêu chị đúng cái nghĩa của một người đàn ông yêu vợ. Cái việc mà chị chiều chồng của chị á, để chồng chị sai á, là không có đúng cách. Mà chúng ta phải có cái chiêu, có cái cách để làm cho chồng chị nhìn vào cái sự thay đổi của chị để mà thay đổi cùng với chị, coi trọng gia đình hơn. Bản thân chồng của chị không có bỏ chị, anh ta chỉ có
vui chơi cùng với những người phụ nữ khác. Và em vẫn thấy rằng cái cách của chị nói chuyện với chồng á, khi mà chồng phạm phải những lỗi lầm á, là chị không có biết cách nói chuyện, khiến cho người đàn ông đó không có ngừng được những cái việc mà nhắn tin cho những người đàn bà khác. Cái chuyện mà chị không bắt được bằng chứng quả tang họ đi khách sạn với nhau hay không á, mà chị cứ sấn sả nói chuyện với chồng như thế thì cũng không nên ha chị ha. Cái vấn đề chính yếu là chị phải xây dựng lại cái tình cảm của mình với chồng. Còn khi mà chồng đã hết cảm xúc tình dục với chị á, thì cho dù chị có làm như thế nào đi nữa, anh ta cũng không yêu chị được. Chị phải hiểu rằng có những người đàn ông kết hôn với hoa hậu mà họ vẫn đi ngoại tình, thì cho thấy rằng người đàn ông không phải là họ thấy đẹp mà họ yêu mãi cái đẹp đó đâu. Họ có cái mong muốn khác vào một thời điểm khác, tức là họ cũng sẽ chán người phụ nữ cho dù người phụ nữ đã đẹp. Người đàn ông người ta cần cái lạ chứ không cần cái đẹp. Có nhiều khi người ta ngoại tình với một cái đối tượng xấu quắc à, đâu có đẹp gì đâu, nhưng mà lạ đó. Tức là đàn ông bị cái điểm yếu đó và rất là dễ bị hư, bị sai. Trong cái tình huống này của chị phải nhận định rõ là chồng chị có cái tính đó. Chính vì vậy mà chị đừng có làm khổ chị bằng cái cách đi rình mò, đi đuổi theo như là cái dạng mà đuổi hoa bắt bướm, chim trời cá nước, chị biết đâu mà tìm mà bắt. Làm vậy chính là làm khổ mình. Chị lỡ lấy phải kiểu người đàn ông như thế thì chị phải thay đổi mình. Một là chấp nhận, hai là coi như không biết cho nó khỏe cái não. Còn biết mà chẳng làm được gì, biết mà tức giận, biết mà khổ đau, thì cái việc biết của chị nó chẳng mang lại lợi ích gì cho chị hết. Vướng phải cái tình huống chị là người phụ nữ không muốn bỏ chồng thì lại càng oan trái hơn. Khi mà yêu chồng, sợ mất chồng, lại không muốn ly hôn, mà lại chẳng thể làm được gì cho người thứ ba hoặc là anh ta thay đổi được hết, thì chị sẽ vướng vào cái sự khổ sở. Trong cái phần tư vấn của em với chị đã hướng dẫn cho chị rất là nhiều cái cách, rất là nhiều cái chiêu thức để cho chị thoát khỏi cái sự khổ đau, làm chủ lại được cảm xúc của mình, để cho chị biết cách giữ vững cái lập trường của bản thân, cân bằng cảm xúc của mình, không lệ thuộc vào đàn ông, cũng như là tìm ra được cái định hướng để giúp cho chồng thoát khỏi những cái sự cám dỗ của những người nhắn tin nhắn đến với anh ta. Hy vọng rằng chị áp dụng để mà chị có được cuộc sống an ổn hơn sau khi tư vấn chị nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của Sống Tình Yêu GB trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.